chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube. Quý vị và các bạn, trong cuộc họp báo vào sáng ngày 9 tháng 12 tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, chuẩn tướng không quân Mỹ Sarah Rust tiết lộ sắp tới Mỹ sẽ chuyển giao 12 máy bay huấn luyện T-6 cho Việt Nam trong giai đoạn 2024-2027, góp phần vào quá trình hiện đại hóa chương trình đào tạo phi công cho không quân Việt Nam trong tương lai. Tại cuộc họp báo, bà Rust chia sẻ, Mỹ rất vui khi Việt Nam đã chọn Mỹ là một trong các đối tác để hiện đại hóa chương trình đào tạo phi công cho không quân Việt Nam. Những máy bay này dự kiến sẽ được giao trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2027. 3 chiếc đầu tiên sẽ được giao trong quý đầu năm 2024, 2 hoặc 3 chiếc nữa sẽ được giao vào cuối năm đó. Số còn lại sẽ được giao vào năm 2027. Bên cạnh đó, thì Thiếu tướng Derek Spehanvik, tư lệnh Bộ Tư lệnh Duy trì Lực lượng Quân khu 8, Lục quân Thái Bình Dương Mỹ, cũng thông báo tại họp báo rằng Mỹ đang thúc đẩy chương trình chuyển giao cho Việt Nam các máy bay huấn luyện T-6. Hiện chuẩn tướng Sarah Rust và thiếu tướng Derek Spehanvik đang ở Việt Nam dự triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022. Được biết, T-6 là máy bay huấn luyện quân sự ra mắt lần đầu vào năm 2000. Loại máy bay này được sử dụng cho mục đích huấn luyện sơ cấp và trung cấp trong không quân Mỹ. Trong đó, thì phiên bản T-6A là máy bay 2 chỗ ngồi, sử dụng một động cơ cánh quạt. Tốc độ tối đa của T-6A đạt 500 km/h, trần bay hơn 9.000m, tầm bay hơn 1.000 km. Trước đó, thì vào năm 2018, Việt Nam đã cử 2 phi công tham gia khóa đào tạo dài 52 tuần với máy bay T-6 Tesan 2 trong chương trình lãnh đạo hàng không ALP của Không quân Mỹ.